ở nơi đó là cái niềm tin nó chưa có. Trừ khi em là con của ông bố nào đó thiệt bự thì anh không nói. Em khởi nghiệp quá sớm, tuổi trẻ của em nó là chính là rào cản của em. Nghĩa là lúc anh khởi nghiệp lúc 18, 19 tuổi tới lúc mà 26, 27 tuổi, những thời gian nó không đóng góp gì cho anh trong cái trong cái quá trình khởi nghiệp về sau ấy. Nó thực sự là nó chỉ đóng góp thêm nợ lên thôi. Thì em chào anh Hùng Anh. Rồi. Rồi. Thì em tên là Huy, danh Huy. Rồi. Thì em thì cũng còn trẻ thôi, năm nay là 26 tuổi. Cũng rồi. Cũng vừa trẻ mà cũng vừa trẻ quá. Tuy nhiên thì em cũng muốn hỏi là để mình đạt được những cái thành công, nghĩa cũng muốn thành công của bản thân và có những cái kết quả đạt được, thì liệu rằng là mình nên là mình cứ tự xây dựng build những cái dự án, cái job, cái startup công ty của mình, nhưng như vậy thì nó sẽ là nhiều cái rủi ro, nhiều cái thất bại nhưng cũng có nhiều bài học, hay là mình lên tham gia vào những cái doanh nghiệp và mình học hỏi từ họ để sau đấy rồi mình mới bắt đầu là mình tự xây cho cái riêng của mình. Mà em cũng khá là băn khoăn, bởi vì là nếu mà cứ theo vào các doanh nghiệp để mình học thì cũng không biết là bao giờ thì là sẽ đủ và bao giờ là phù hợp. Thì như nào thì là lựa chọn phù hợp được anh ạ? Rồi. Mình nói luôn câu hỏi thứ hai đi, tại vì câu đầu tiên thì anh nghĩ là nó cũng đơn giản ngắn gọn đó, mình sẽ chia sẻ ngay. Còn câu số 2 của bạn là gì? Dạ vâng. Nghĩa là nhiều bạn trẻ bây giờ thì nhìn những cái người đi trước như anh Hùng Anh và nhiều anh chị nữa đã đạt được những cái thành tựu nhất định trong cái công việc ấy, thì có những thứ mà mình có thể lầm tưởng hoặc là không hiểu rõ và hiểu nhầm, như kiểu là có thể thành công này sau một đêm này, hay là phải là rất thông minh, hay là phải là cái gì đó. Vậy thì liệu rằng là có những cái gì mà anh chị đã đi trước có thấy rằng các bạn trẻ bây giờ là đang bị lầm tưởng về cái sự thành công này không ạ? Rồi. Cảm ơn bạn với hai câu hỏi. Bây giờ mình mời anh Hùng Anh chia sẻ với bạn luôn nha. Rồi, ok. Thì cảm ơn Huy. Bây giờ là mình sẽ lần lượt mình chia sẻ cái quan điểm của mình. Đây quan điểm của cái cá nhân của mình thôi chứ không phải là từ công ty bằng châu lửa. Nếu như được làm lại, từ đầu và mình bắt đầu từ tuổi 20, 18, chắc chắn mình sẽ không đi theo cái con đường mà khởi nghiệp quá sớm. Đặc biệt là ví như tuổi 26 như bạn á, là mình còn trẻ, khẳng định là trẻ. Mình 26 tuổi là mình phải trau dồi bản thân, mình học tập rồi mình làm việc. Rồi mình trau dồi thêm kiến thức, tại vì chừng này tuổi, thứ nhất là nếu như em chừng này tuổi mà em đi khởi nghiệp á, việc đầu tiên á là em gặp một đối tác của em là chắc chắn người ta không tin em rồi. Nó bạc nó sao có tính, nó chèo nó sao có tính nha, đúng không nè? Cho nên cái việc mà em khởi nghiệp quá sớm nó là nó sẽ trở ngại cho em trong vấn đề mà em tiếp cận khách hàng của mình, cũng như tạo mối dựng mối quan hệ xã hội mà ở nơi đó là cái niềm tin nó chưa có. Trừ khi em là con của ông bố nào đó thiệt bự thì anh không nói, nhưng mà rõ ràng em xuất phát là không có gì hết, thì cái việc mà em khởi nghiệp quá sớm, tuổi trẻ của em nó là chính là rào cản của em. Cho nên mình phải thời gian trẻ tuổi mình rón mình làm việc, mình học tập, mình có thêm nhiều cái mối quan hệ nè, những mối quan hệ đó sau này khi em khởi nghiệp lại sẽ giúp lại cho em còn 26 tuổi thì chắc chắn là anh tin rằng những cái mối quan hệ xung quanh em đều là những mối quan hệ nhỏ tuổi, nghe không nào, những mối quan hệ đó chưa đau vào đau hết, còn lung tung lắm. Rồi khi em đi ra em làm á thì em gặp đối tác là toàn là người lớn tuổi không, đa số lớn tuổi không, 30 ba mấy tuổi không. Theo anh là tầm em khởi nghiệp tốt nhất trong một đời của người, đặc biệt đời đàn ông á là 30 tuổi trở đi đây, đó là 4 năm nữa học tập. Nhưng bây giờ nhưng mà khi mà em làm á em phải biết là cái nghề mình đang khởi nghiệp là nghề gì đó, mình đã chuyên nghiệp về nó chưa, mình đã biết hết về nghề nó chưa, chứ không phải là nhiều khi á anh có chia sẻ cho em một câu chuyện là anh có nhiều nhân viên cũ của anh á, nó vô làm sau đó làm ví như trưởng phòng kinh doanh, trưởng phòng kỹ thuật, sau này nó làm ý nghĩa của anh, nhưng mà cái bạn đó là anh cũng mong muốn các bạn thành công lắm, anh lúc nào anh gọi điện hỏi tới mình mày làm tới đây như thế nào rồi, nhưng các bạn đã thất bại vì sao không, vì cái nghề đó không phải nghề của bạn đó. Cái nghề đó phải cái nghề từ trong máu mình nè, có nghĩa là em không phải định hạt người ta cách làm, sau đó em về em sao chép để em làm, là khi em sao chép vừa xong là lập tức cái nghề nó thay mất cho cái hướng mới rồi. Cho nên cái nghề đó nó phải từ trong cái nỗ lực của mình, kỹ năng của mình. Em hiểu như thế nào? Cho nên bây giờ mình còn quá trẻ thì mình rón mình học tập, mình trau dồi cái nghề mình trước, mình có cái nghề rồi mình đi khởi nghiệp thì mọi thứ nó trở nên dễ dàng hơn và tỷ lệ thất bại rất là thấp đó. Thì tất nhiên còn nếu như em cúng máu khởi nghiệp sớm thì theo anh là tầm khoảng 30 tuổi đi nha, mình còn mấy năm mình rón mình kiếm cái nghề nào mà thực sự mình đam mê với cái nghề đó nha. Tại vì em đam mê cái nghề của em á, em khởi nghiệp chính cái nghề của em á, nó sẽ giúp em rất nhiều. Thế chứ sao em không nản chí, em không bỏ cuộc. Đúng. Mà trong kinh doanh á, cái việc đam mê rất quan trọng. Tại vì em có niềm đam mê thì em có cái niềm tin, em làm ăn em có niềm tin, em có cái niềm hy vọng và em sẽ cố gắng vì nó. Còn nếu em không có kỹ năng tốt, em không có niềm đam mê thì chắc chắn là em sẽ bỏ cuộc liền. Mà bỏ cuộc cái đoạn tới 90% thành công là em bỏ cuộc mất tiêu, là người khác tới hưởng, đúng không nào?
Cho nên mình phải đó, xác định rõ lại, mình phải từ từ chậm mà chắc. Đó, được chưa nào? Đó câu hỏi số nhất. Câu hỏi số 2 là những lầm tưởng. À, những lầm tưởng. Đó, giống như thì cái câu hỏi đầu tiên cũng trả lời một phần rất là lớn cái vấn đề đó. Mấy bạn cứ lầm tưởng là người mà người ta có chút tiền là nó dễ dàng kiếm. Thật ra có rất là nhiều người dễ dàng kiếm tiền. Anh đồng ý chứ không phải là không, đặc biệt là những bạn làm về online này có những cơ hội mà làm cross border, nhưng mà để được có nó ngày hôm nay người ta cũng phải trả giá rất là nhiều, người ta cũng tìm hiểu rất là nhiều, người ta học từ rất là sớm, người thất bại từ rất là sớm. Đúng người ta rồi, có được những đồng này. Còn bảo mình làm những công việc kinh doanh một cách truyền thống, giống như buôn bán nhà và kinh doanh trong nước thế này, bảo là kiếm tiền nhanh ào ào là chỉ có làm ăn nó không đúng mà thôi. Còn đại đa số là phải có đi từng bước từ từ mà lên. Mới làm xã hội nó đăng báo nói là 20 tuổi, 18 tuổi kiếm 100 triệu một ngày rồi, hoặc là 25 tuổi kiếm tiền tỷ một con. Cái tỷ là tỷ trên máy tính thôi, không phải là cái tỷ tiền mặt. Cho nên mình phải rất là cảnh giác mới được. Được chưa? Rồi, đó là chia sẻ của anh Lê Hùng anh với bạn. Còn điều gì muốn tương tác theo không ạ? Dạ vâng, thì em cũng hiểu và nắm bắt được câu trả lời của anh. Rồi. Ví dụ như kiểu cái trước thì anh bảo là tầm nếu mà quay lại tầm 18-20 thì anh sẽ không khởi nghiệp. Nhưng đúng mà rồi, liệu rằng là cái quá trình khi anh khởi nghiệp từ hồi đấy nó đóng góp như thế nào cho cái quá trình của anh bây giờ? Nghĩa là cái giá trị của nó cho cái sự thành công của bây giờ ấy. Rồi ok, anh hiểu rồi. Thực chất là cái hồi trẻ nó không đóng góp gì nhiều hết trơn. Nghĩa là lúc anh khởi nghiệp lúc 18-19 tuổi tới lúc mà 26-27 tuổi nó, những thời gian nó không đóng góp gì cho anh trong cái quá trình khởi nghiệp về sau hết trơn. Nó thực sự là nó chỉ đóng góp thêm nợ lên thôi. Góp nợ thôi. Chứ nó không đóng góp gì đâu về kỹ năng, vì mình còn quá nhỏ mà. Không, có kinh nghiệm chứ. Kinh nghiệm về đóng góp nợ cho đó, nghĩa là vì mẹ bó đất thêm tiền thôi. Chứ nó không phải đóng góp gì. Đóng góp vì sao không? Khi mà từ ngày á anh đi làm, anh bỏ hết, anh thất bại hết bỏ, anh đi làm với sếp anh mới thấy anh tội với thương mới năng đỡ anh được đó, anh mới học được từ sếp. Chứ bảo là từ 18 tới 26 là toàn anh đóng nợ thôi. Góp nợ cho thầy chứ không có gì đây, không có kỹ năng chứ, vì nhỏ quá sao hát. Vâng. À, đó cho nên chỉ có nợ thôi, chỉ đóng góp nợ thôi. Rồi. Rồi. Đó là chia sẻ của anh Hùng Anh với bạn. Cảm ơn bạn rất là nhiều nha. Ok chứ, là rót đi làm, học tập rồi làm việc đi. Vâng. Rồi, cảm ơn nhiều. Cảm ơn anh Hùng Anh và chương trình rất là nhiều ạ. Rồi, cảm ơn em. Bye bye Danh Huy. Rồi. Dạ. Yeah. Nghe những gì anh Hùng Anh chia sẻ là bạn này còn 4 năm là em cũng còn 4 năm để khởi nghiệp. Đúng rồi. Em sẽ đợi 4 năm nữa em khởi nghiệp. Có gì không biết thì em sẽ quay lại em hỏi. Đợi mấy khởi nghiệp MC là nghề mấy là nghề là cho bút MC nè đó. Là ngon lành. Nó mày có kinh nghiệm rồi, sau này MC đâu lừa mày được. Đúng rồi. Dạ. Nhưng mà bây giờ mình quay trở lại mình mở rộng thêm vấn đề tí xíu. Rồi. Là em thấy câu chuyện của bạn này, bạn ấy đặt ra một vấn đề cũng rất là đúng, có nghĩa là hầu như là các bạn trẻ bây giờ thì các bạn ấy cũng đều rất là mong muốn được khởi nghiệp. Mình thấy rất là nhiều và giống như anh Hùng Anh cũng chia sẻ trong nhiều tập đã nói là gặp mấy bạn sinh viên mà kêu mấy bạn khởi nghiệp là rất là ngại và thậm chí nhiều khi là không muốn luôn. Nhưng mà theo một cái khảo sát gần đây em thấy nó cái này, khi mà mình khảo sát 20 bạn trẻ nha thì đã có cỡ 5 bạn là muốn làm chủ doanh nghiệp cuộc đời của mình rồi. Là muốn làm dầm chủ của doanh nghiệp của mình tạo ra luôn rồi. Vậy thì em nghĩ rằng là nó cũng sẽ có những cái lầm tưởng của các bạn á. Mình sẽ nói sâu hơn một tí xíu. Okay. Các bạn cứ nghĩ rằng là mình khởi nghiệp, thấy người ta khởi nghiệp thành công thì mình cũng sẽ thành công. Em muốn hỏi thêm là không biết rằng trong cái chuyện mà chúng ta khởi nghiệp để thành công đó thì đằng sau đó có những cái câu chuyện gì hay không? Và đằng sau cái hào quang rực rỡ đó thì nó có cái điều gì gọi là cay đắng cho cái người mà start up hay không? Rồi, ok, anh hiểu rồi. Đối với ai nó cũng đều có ước mơ ấy. Hồi nhỏ em chưa biết đâu, ngày xưa lớp 10 chứ. Anh nhớ lấy cái bảng trường anh ghi chữ là Đắc Quảng Corporation nhá. Lại biết là hồi nhỏ là từ hồi lớp 10 là anh đã mong muốn mở một công ty rồi. À, em nè, cho nên nha, mấy đứa kêu mấy ghi chữ Đắc Quảng sáng quá mà này. Nhưng mà phải không, có nghĩa là ai cũng có ước mơ, ai cũng được quyền mơ cái đằng ấy, cho nên tất cả mọi người đều vậy. Nhưng mà thật ra để mà có được cái thành công á là giống như nó còn nhiều cái yếu tố đó. Trong đó yếu tố may mắn có một phần rất là lớn. Chứ không phải là mình có học cho giỏi vô, mình làm việc cật lực vô, mình làm đủ thứ, nhưng mà đời mình không gặp được những người mà giúp mình, nó cũng không khó thành công. Mà đặc biệt là còn quá trễ là cơ hội thành công nó còn thấp nữa. Kể cả bây giờ mấy ông giờ 40 tuổi, 50 tuổi đi làm mở tiệm cà phê dẹp tiệm cũng là bình thường. Đúng rồi. Chứ đừng có nói mấy bằng trái.
Cho nên ở đây chúng ta hiểu được mình phải hầu đủ nhiều yếu tố. Ai cũng muốn có ước mơ, ai cũng có thể thử, có thể thất bại, có thể thành công. Nhưng mà đối với quan điểm riêng cá nhân anh, vì anh trải qua nhiều cái thất bại vậy, và anh rút ra bài học cho mình để mà giảm thiểu thất bại, thì con người ta nó phải nó có kỹ năng, nó phải có niềm đam mê. Nó giống như anh nói nãy đúng không? Cái kỹ năng, cái niềm đam mê và cái tính hiệu quả, cái tính logic trong đầu, là vốn kiến thức trong đầu, để mới có thể là doanh nghiệp nó mới tồn tại vĩnh cửu được. Đúng không? Lý do tại sao mà doanh nghiệp nước ngoài, Âu, Mỹ, Nhật, người ta làm doanh nghiệp tường tồn? Tại vì người ta làm ra sản phẩm là nó có giá trị. Đó, cái giá trị của sản phẩm, như anh làm ra cái này nó cái giá trị để người ta tiêu dùng, người ta đón nhận và người ta cảm thấy cái doanh nghiệp anh có giá trị. Còn anh làm, anh mở doanh nghiệp ra, anh hy vọng là anh sẽ hơn người ta, anh nhiều tiền người ta, là chắc chắn doanh nghiệp anh chỉ tồn tại trong thời gian rất là ngắn. Doanh nghiệp không phải là anh mở ra để anh kiếm tiền, mà anh phải tạo ra giá trị xã hội. Khi mà doanh nghiệp anh không có cái khái niệm đó, anh không làm được cái đó, thì chắc chắn là doanh nghiệp anh chỉ chập giật trong một cái thị trường bất nháo mà. Cho nên bần trẻ đơn nhầm tưởng rất là lớn là anh mở làm start để anh được cái gì đó, anh được tiền, anh được hào quang, đó là không nên. Mình tạo ra cái xã hội mà ở đó ai cũng mong là muốn tạo ra lợi ích cá nhân, dạy là không được. Hiểu không? Đó, cho nên ví dụ bữa em làm chủ doanh nghiệp MC là MC thì phải chất lượng nha, phải mong là giá trị nha, phải có được cái niềm cảm hứng cho xã hội nè, phải đóng góp cho này truyền thông thông tin Việt Nam đi lên, đó là doanh nghiệp mới tồn tại được. Cái mở ra hôm nay bút được cái tour, cái show của hôm nay kiếm tiền là không được đó. Không, nhưng mà em nghĩ rằng là đó là những cái chia sẻ rất là ý nghĩa đó. Tại vì luôn luôn phải làm một cái gì đó thì phải có giá trị cho cộng đồng, cho xã hội. Đúng thì rồi. Có giá trị thì chúng ta mới có thể tiến đến được những cái cột mốc và những cái ngưỡng nó cao hơn.